Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn dẫn các bạn dựng một cái MV ca nhạc phần mềm Camtasia 8. Phần mềm này tuy phiên bản nó cũ nhưng mà có một số tính năng rất là hay và nó rất là dễ sử dụng. Và trước tiên để dựng một cái MV nhạc thì chúng ta cần phải có cái file âm thanh có giọng hát của ca sĩ. Bây giờ chúng ta cái file âm thanh có giọng hát ca sĩ thì chúng ta dựng thành ghép những tấm hình vào để thành một cái video ca nhạc. Thì chúng ta chưa có quay phim nên chúng ta chỉ dựng hình ảnh. Bài giới thiệu đến các bạn một bài mới xu nhóm miền Trung. Bài hát này do mình sáng tác ở đúng bản quyền và chúng ta có bài nhạc là được. Bây giờ chúng ta tìm một số tâm hình là nền xuân nhớ miền Trung. Xuân thì chúng ta cần tìm những hình hoa mai, chúng ta vào cái hình này, chúng ta tìm hình hoa mai trước thì còn có cả một số hình hoa mai để đặt bốn tắt, chúng ta chọn bốn tắt rồi. Ok, thì chúng ta lấy hình của ca sĩ, hình của người hát. Bên đây có một số hình, ba, này đi xe quê bạn gái không tạo quyền phù hợp là bạn ra là để chúng ta kéo cái tay nhà xuống như này được. Nghe thử nhà. Ok, được rồi đấy. Bây giờ chúng ta kéo cái hình. Chúng ta kéo hình thì cái khung hình này nó chưa có đúng của cái full HD. Chúng ta bấm vào để chúng ta chọn. Nhưng mà chúng ta ok nó cả đã. Nó đang ở cái tỷ lệ này, chúng ta ok nó cả đã. Nó xuống như này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta thì chọn lại khung hình cho nó chuẩn của YouTube. YouTube là 1280 và 720 đây. Ok. Thì là 16:9 ok. Đó, ok đó thì cái hình này nó sẽ không có được, không có đủ. Chúng ta phải kéo full nó ra. Nó phải dễ. Nó đơn giản hơn nè. Ok, cái dài là được. Rồi, chúng ta chọn tấm hình này, tấm này đi. Đây cũng vậy. Rồi, nó vừa chưa, chúng ta phải kéo lại. Lát nữa chúng ta muốn dựng như thế nào thì mình chỉnh lại. Thì chúng ta full lại. Ok. Bây giờ chúng ta kéo cái hình người xuống, người hát xuống. Bạn này đi ra. Thì nó như thế này. Chúng ta ý của mình thì nó như thế này.
cho con lễ chúng ta cho nó nhỏ là nó bung ra full màn hình. À, như vậy thì chúng ta phải kéo nó full màn hình trước, lát nữa nó mới chạy tự động chạy ra được. Bằng chiều ngang là được rồi, chiều dài thì mình chỉnh. Đó, ok. Ok rồi đấy. Bây giờ chúng ta muốn nó xuất hiện từ trong, nhỏ từ nhỏ nó xuất hiện ra phương màn hình, thì chúng ta phải chỉnh, nhất là chỉnh cái thanh trượt này nó đứng ở đầu tấm hình. Hai, chúng ta chọn cái tấm hình này màu xanh. Và tiếp theo chúng ta bấm vào mode, chúng ta chọn Visual Property, rồi nó sẽ xuất hiện Add Animation, chúng ta bấm vào thì ở đây nó xuất hiện một cái vòng bấm quyền, chúng ta cầm cái này chúng ta kéo cái mũi tên này dài thì nó sẽ chạy cái hình này, nó tốc độ nó chậm, mà ngắn thì tốc độ nó nhanh. Xong rồi chúng ta muốn chỉnh cho nó dễ, chúng ta bấm vào tỷ lệ 25% này. Đấy, chúng ta dừng nhỏ lại, nhỏ hết có mức có thể để nó xuất hiện, chúng ta bấm nó ra đi nhỏ nhất có thể. Giờ ý của mình là muốn từ đóng nhị hôm mai này cái hình này xuất hiện ra nó ảo vậy, nó mới không hay. Thì chúng ta play thử nha. Chúng ta tới đây rồi, tới đây về những đột ngột biến mất thì nó sẽ không có đẹp, ta phải chọn vào cái hiệu ứng nữa, kéo nhỏ lại những cái nó xuất hiện được. Đây, bấm vào thì nó sẽ có những hiệu ứng mình mờ được tay rồi. Ok, trước khi xuất hiện thì nó cũng phải mờ, nó xuất hiện ra thì nó mới hay. Chúng ta phải kéo một cái hiệu xuống đây, diễn là play xem thử nha. Cái hình này nó mờ và này nó hơi sớm, chúng ta kéo lùi chút xíu, cái lùi chúng ta cầm cái này ta kéo lùi lại. Đó, nó vừa full màn hình, cục tròn này tới đây là full màn hình, mà nó full màn hình rồi nó biến mất nó mới nó sẽ hợp lý hơn. Đó, ok, bây giờ chúng ta chọn một cái hình khác nữa. Hình này, hình trước là từ trong ra, giờ hình này là từ ngoài vào. Không phải, chúng ta phải làm ngược lại, tức là mình cho nó nhỏ trước, phun ra nó sẽ từ ngoài vào. Cho vào cánh hoa mai, cánh này đi,
Nhỏ nhất có thể. À, xin lỗi, xin lỗi. À, rồi. Rồi kéo. Xong rồi chúng ta kéo cái thanh trượt này đứng ở đầu. Chọn cái tấm hình này. Chúng ta chọn vào bên Supervision. Rồi chọn Add Animation. Rồi nó sẽ có hình nó nguyệt này, chúng ta kéo này. Rồi. Xong rồi chúng ta kéo cái này, kéo tấm hình này, mình muốn nó ở mức độ nào thì mình lý à, để chúng ta play thử nha. Quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Ok, và nó vào hoa mai nhưng mà nó còn đây thì chúng ta phải cho nó mờ lại, là phải bấm vào dưỡng này, phải cái đầu này mình cho nó mờ khi nó xuất hiện. Làm lại thử nha. Xa cách quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm và như vậy là chúng ta đã xử lý được những cái hình ảnh nó chuyển động, là tạo cho nó sinh động hơn là chúng ta để cái hình nó nằm yên một chỗ. Và ở đầu này chúng ta cũng phải cho một cái hiệu ứng nền tảng nó xuất hiện từ từ. Quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái đoạn mà xuất hiện có những cái hình ảnh nó chuyển động, nó là sinh động. Và để tạo cho nó được một cái MV hoàn chỉnh thì còn một số bước nữa. Giờ hình bây giờ chúng ta cho hoa mai đi. Mai đi. Cũng bung ra nhắn bung lớn rồi à, mình cùng nhau à. Đây mình sẽ chụp hình này, cái hình này đó, hình này
kéo nó phun ra. Ý chúng ta là muốn từ trong nó bung ra, nó bung ra luôn có ý nghĩa, chúng ta mình phải kéo kéo nó bung ra trước. Thì hiểu mới là mình làm ngược lại mà. Rồi xong rồi chúng ta kéo ra từ đầu. Rồi chúng ta chọn vào cái xương rô bê hình bê tinh. Rồi sau hình bê tinh chúng ta kéo. Xong rồi chúng ta kéo cái này cũng vào. Nhỏ nhất có thể, chắc cũng có lẽ là bây giờ mình đừng để trong hoa mai ra nữa, mình để ở đây mai ra nó hay, hoa mai ra nó trùng lập với những hình trước thì nó hay lắm. Mình cho nó mờ mờ rồi đã xuất hiện. Đấy. Mình lấy thử nha. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, bước xây đời hoa dâng ngập kéo cái hình dưới này cho nó dài ra chứ không nó sẽ mất nền. Rồi mình lại tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, bước xây đời hoa dâng ngập cái này nó chưa có phù hợp với cái lời bài hát thì chúng ta cần phải kéo cái này ra chút xíu, để thương nhớ quê hương mùa xuân thì nó sẽ vừa xuất hiện hoa mai này thì nó mới có ý nghĩa. Chúng ta phải kéo những cái này, kéo cái này tới trước cho nó xuất hiện chậm trước. Này cũng vậy. Và lay lại từ đầu xem sao. Quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, ước xây đời hoa dâng ngập. Chỗ này mình thấy là nó để lưu lại chút xíu nữa phù hợp chuyển qua câu hát khác thì nó sẽ mới hay, mới phù hợp được. Hoa mai xuất hiện sớm quá. Bây giờ mình xem lại chúng ta. Hãy
hương miền Trung lâu rồi. Bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, ước xây đời hoa dâng ngập. Trăng gầy mong một ngày mình sẽ xung vầy. Ok, vậy là chúng ta hoàn thành được một đoạn A của đoạn A và A phải của bài hát rồi. Được, cái video này nó cũng khá dài rồi. Nếu để hoàn chỉnh làm hoàn chỉnh video thì còn một số bước nữa. Mình xin tạm ngưng tại đây. Và hẹn video sau mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn còn một số bước nữa để hoàn chỉnh một cái video. Và chúc các bạn nhiều sức khỏe và thuận lợi làm được nhiều video đẹp để phát triển kênh YouTube. Và xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy ok thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Thank you.